Đây mình sẽ giới thiệu một game đối kháng, đó là game Gadofy, một game cả nhân vật trong game là game của Taiyuki mọi người. Game này mọi người có thể tải qua ứng dụng Tap Tap. Toàn tiếng Trung Quốc thôi nha. Xin nhắc lại game này game Gadofy. Tổ 1-0 kìa. Đây, đây là đoạn nó hướng dẫn này. Đuôi này. Tới. Tới tới tới. Đó, tới tới tới. Nhìn nhân vật kiểu kiểu như như là như vẽ. Là đã cũng đẹp. Lửa quá người luôn cân. Cũng đầu kìa, bế bế là dùng đầu nha, A dùng chân, C là liệu con người, D C. Liên tục What's
Thằng này chung chưa không đâu. Kênh hay 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 hay. Cái này không biết có đầu online không. Một game hay đây. Chọn người phóng thử nha. Cái này cũng giống như cái game đối kháng khác là mình cũng vượt từng ai ai đấy. Tận giận nữa nha. Gì và bát giới căng 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 căng
Ngô Tịnh đó. Ấy da, cầm hai cái gì vậy chá? Phát triệu bạch lóng mà người đấy toàn là hướng hướng độ. Wow 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 Hey!
是对手。Mình xin kết thúc video tại đây nha. Thank you mọi người.